Chào anh em, bây giờ nghĩ đến sáu múi. Chắc chắn ai cũng nghĩ ngay động tác gập bụng. Bao nhiêu phim hành động chúng ta xem, rồi các hình ảnh quân đội tập luyện, lúc nào gập bụng cũng là động tác căn bản nhất để có được 6 múi. Tuy nhiên, động tác này thực ra nó lại không phải hiệu quả nhất để có được 6 múi một cách toàn diện. Động tác gập bụng rất dễ làm sai form, bởi lẽ khi làm gập bụng bạn sẽ phải kéo cổ lên bằng tay, dẫn đến việc là nhiều bạn sẽ bị mỏi cổ trước khi chúng ta mỏi bụng. Ngoài ra là động tác này sẽ không giúp các bạn có được toàn bộ 6 múi, bởi lẽ nó chỉ tập một nửa vùng phía trên của bụng, chứ không phải toàn bộ cơ bụng trước. Thế thì giải pháp của chúng ta sẽ là hai động tác sau đây hiệu quả hơn gập bụng rất nhiều. Động tác nằm nâng chân. Bạn nằm thẳng ra, hai tay trụ vững trên mặt sàn, nhấc chân lên vào góc gần 90 độ so với thân người. Cảm nhận áp lực dồn vào toàn bộ vùng cơ bụng. Thực hiện từ từ và chậm rãi. Chú ý là bạn không cong lưng khi nhấc chân lên. Và nếu thấy khó quá, bạn có thể làm phiên bản dễ hơn, đó là nằm nâng đầu gối để chuẩn tư thế trước. Động tác này rất hiệu quả bởi lẽ thân dưới, hai chân của chúng ta bao giờ cũng nặng hơn là nửa người trên, khiến cho áp lực dồn vào bụng nhiều hơn so với khi gập bụng. Với động tác nằm nâng chân này, bạn sẽ thấy là toàn bộ 6 múi của cơ bụng sẽ được chuyển động, thay vì chỉ có nửa trên của bụng giống như khi chúng ta đang gập bụng thôi. Ngoài ra thì bạn sẽ thấy là lưng của chúng ta được nằm thẳng ra, nó sẽ khiến xương sống vào vị trí tự nhiên hơn rất là nhiều so với cả khi phải cong cổ và cong lưng khi gập bụng. Tiếp theo, chúng ta sẽ có động tác plank lên xuống, ups and down plank. Động tác thứ hai là động tác plank lên xuống. Bạn vào tư thế giống với động tác plank tấm ván thẳng tay. Hạ lần lượt từng thỉu tay, rồi nhấc lần lượt từng cái vào vị trí thẳng tay. Động tác này tập tất cả vùng cơ, đặc biệt là vùng cơ eo và cơ bụng. Và đặc biệt, vùng lưng dưới hay vùng cổ của bạn không phải chịu áp lực không tự nhiên giống như là khi tập gập bụng. Bạn sẽ thấy là với động tác nằm nâng chân vừa rồi thì cơ bụng được co duỗi. Còn với động tác plank up and down này, nó sẽ có chức năng là cố định cơ thể, giữ cho cơ thể giữ nguyên khi mà chân tay chúng ta chuyển động. Đây là một chức năng khác của cơ bụng. Ngoài ra, khi tập động tác này, chúng ta cũng tập cả phần tay sau và phần vai khi phải đẩy cả người lên. Rất toàn diện phải không?